Hai chào nha, chào quay trở lại với kênh 195 Vlog mới mình nè. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với anh em cách để chúng ta có thể tạo một cái TikTok shop nè. Thì cho anh em nào mà quan tâm cái thì mình đăng trên cái bài đăng tổng cộng đồng trên YouTube á, thì nhiều anh em cũng quan tâm cái phần là TikTok shop này ha. Thì TikTok shop nó sẽ có, anh em đừng quên bấm đăng ký kênh nha, rồi chúng ta sẽ nhấn vào tay giọng vô cái chuông nha, bấm tất cả để nhận những thông báo và những thông báo mới nhất từ kênh nha. Cảm ơn em. Có hai cái cách anh em. Cách đầu tiên thì rất là dễ, là cái tài khoản TikTok của anh em nó là phải được 1.000 follow và cái tài khoản đó phải trên 18 tuổi. Thì TikTok sẽ cho anh em tạo cái tài khoản cái TikTok shop. Rồi đối với anh em mà cái tài khoản TikTok và có lác đác quay như thế này nè, đó ví dụ như tài khoản TikTok của mình chỉ có 6 follow thôi, không đạt được 1.000 follow. Cái cách 1.000 follow thì đơn giản này, anh em bấm một cái phần là ba gạch ở bên dưới phải nè, anh em nào mà đạt 1.000 follow rồi nha, chỗ follow nè 1.000 á, ta bấm ở phải nè. Rồi anh em bấm một cái phần là creator tool này nè, bấm vào đây. Rồi ok, anh em sẽ thấy cái phần là TikTok shop for creator và cái TikTok shop for seller ở đây nè. Anh em sẽ chú ý cho mình hai phần này. Cái phần đầu tiên là TikTok shop for creator là dành cho bạn nào mà trực tiếp bán hàng luôn. Đây cái này là dành cho bạn nào mà có hàng sẵn anh em đăng lên anh em bán luôn trên TikTok shop này. Còn cái phần dưới là TikTok shop for seller là sao? Là ví dụ như mình không có hàng đi, mà mình kiểu như mình đi quảng cáo cho cái bạn khác, mình lấy cái hình của bạn, đồ món đồ của bạn khác mình bán, kiểu như mình ăn phần trăm hoa hồng đó anh em, thì nó sẽ ra cái phần là TikTok shop for seller là dành cho anh em nào mà quảng cáo cho người khác đó. Còn cái shop for creator là dành cho bạn nào mà bán hàng, có hàng bán luôn. Còn cái dưới là dành cho bạn nào mà quảng cáo dùng cái bạn kia, cái gì đó, kiểu như là mình ăn phần trăm hoa hồng của người khác thôi đó. Ví dụ như mình chọn vào một shop for seller đi, mình bấm vào, mở mình bấm vào nè. Rồi thì cái này á thì chúng ta sẽ đăng ký bằng cách khác nha, chút nữa mình sẽ chia sẻ anh em luôn. Còn cái TikTok shop for creator này anh em bấm vào nè. Rồi chúng ta đợi chút xíu nha. Thì anh em sẽ thấy là cái phần là highlight nè, product và TikTok shop. Thì chúng ta thấy là cái phần là hero quá 1.000 follow á, thì đây là anh em phải thỏa điều kiện trong hai cái phần này thì anh em bấm apply là nó sẽ dẫn ra cho anh em cách đặt tên TikTok shop thôi, rất đơn giản. Ở đây thì mình nói hơi dài dòng tí cho anh em hiểu nha. Rồi bây giờ ví dụ như cái TikTok của anh em á, tài khoản TikTok của anh em mà không được 1.000 người đăng ký á, thì làm sao? Thì chúng ta sẽ vào cửa hàng Google Play nè. Đây cái cách hai anh em, anh em tìm cái từ khóa là TikTok seller anh em. Đây TikTok seller nè, đây anh em thấy cái từ khóa là TikTok shop seller center không? Đây trên iPhone hình như là TikTok shop seller gì đó, còn trên Android thì nó còn thêm chữ center nữa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mở lên nha. Này là dành cho bạn nào mà chưa được 1.000 follow à. Rồi chúng ta bấm cho phép nè, anh em tải về cài bình thường nha. Rồi ở đây nó sẽ có hai phần nè, phần anh em sẽ thấy đăng ký bằng TikTok và đăng ký bằng số điện thoại. Ở đây thì anh em nào liên kết với tài khoản TikTok thì tổng quốc luôn là đăng ký bằng tài khoản TikTok ở trên nha, còn đăng ký bằng số điện thoại thì thôi mình sẽ quốc mấy cái trên mình cho nó lẹ nha anh em. Ok mình bấm vô trên nè, đó và quốc gia bạn Việt Nam chắc rồi. Ok ta bấm xác nhận nha. Rồi ta bấm xác nhận thì cái ứng dụng TikTok trên máy anh em nó sẽ liên kết này anh em thấy không, nó sẽ tự động liên kết luôn đó, nó tự động liên kết với cái seller center này luôn. Anh em thấy hay chưa, rất đơn giản nha. Anh em bấm vào auto drive ở đây nè, size ở đây nè ha. Rồi ta bấm vào nè, nhớ nha. Rồi trở thành người bán. Rồi ok, chúng ta sẽ tiến hành thêm số điện thoại nè. Thì chúng ta thấy là số điện thoại Việt Nam anh em chọn đúng cái mã quốc gia của Việt Nam mình là cộng 84 nha. Đây chúng ta sẽ tìm cái xuống tìm Việt Nam đây nè. Đây anh em thấy không, chữ Việt Nam nè, chúng ta sẽ bấm vào đây. Rồi chúng ta sẽ nhập đến số điện thoại của anh em vào, nhớ là bỏ số 0 nha, còn lại chúng ta nhập hết. Cái này thì mình sẽ bỏ qua bước nhập số điện thoại, với phần thông tin nào cần che thì mình xin che lại anh em. Chúng ta bấm chữ gửi mã đây nè. Rồi chúng ta sẽ đợi chút xíu chúng ta nhận cái mã qua đây ha, chúng ta sẽ nhập cái mã đó vào. Rồi ok, rồi ok, chúng ta sẽ thấy là cái phần này thì chọn cửa hàng của bạn, lỗi kinh doanh của bạn là gì, anh em sẽ bấm vào đây.
Đây anh em sẽ thấy là cái loại hình kinh doanh của bạn là gì. Đây kích vào đây thì ở đây sẽ có 3 phần. Đây là hộ kinh doanh, là ở đây thì chúng ta sẽ chọn cho mình các bạn là doanh nghiệp do cá nhân anh em. Còn anh em nào làm cho công ty thì chúng ta sẽ bấm vào dưới công ty. Còn mà thường thường thì mình thấy là làm cho hộ gia đình kinh doanh nghiệp do cá nhân thì do anh em sở hữu thôi. Ví dụ như cho anh em thôi thì bấm vào đây, hoặc là hộ kinh doanh thì bấm vào trên. Anh em đọc những cái phần này cho kỹ nha. Ở đây thì mình ví dụ như mình kinh doanh cá nhân thì mình bấm vào dưới, và chúng ta sẽ bấm vào gửi nha. Rồi tên cửa hàng, cái phần tên cửa hàng này thì anh em đặt tên cửa hàng sao cho dễ nhớ, tên gì cũng được, có dấu hoặc không dấu gì cũng được. Đó, đặt tên cửa hàng vào đây. Ví dụ như shop rồi ok. Anh em muốn đặt tên gì đặt à? Cái bàn phím của mình nó bị cái gì vậy? Rồi mình viết liền nha. Đó, ví dụ như đặt tên gì ha, tên của anh em cũng được hoặc là tên gì cũng được. Rồi ở đây ai là chủ cửa hàng chính, ở đây là xác minh thông tin cá nhân mà anh em, thẻ căn cước hoặc là hộ chiếu. Ví dụ như anh em chụp cái căn cước công dân vào đây thì chúng ta bấm vào phần chọn một căn cước công dân. Còn anh em nào mà chụp hộ chiếu thì chúng ta sẽ bấm vào một là hộ chiếu. Và anh em lưu ý cho mình, anh em lưu ý cho mình là cái phần là hộ chiếu này nè, thẻ hoặc căn cước công dân nè, là anh em phải chụp mặt trước và mặt sau và anh em ghép lại một tấm ảnh. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm cách để chúng ta có thể ghép luôn. Chúng ta thoát ra, chúng ta nhớ là chúng ta đừng có thoát luôn cái ứng dụng TikTok Shop Seller này nha. Đó, chúng ta thoát ra nhịn như thế nè, để chúng ta vào này. Rồi anh em sử dụng cái ứng dụng lên cửa hàng Google đây nè, anh em tải cho mình cái ứng dụng tên là Big Ad nha. Đây anh em lên Google Play, anh em tìm cái từ khóa là Big Ad chỉnh sửa ảnh. Rồi sau khi tải cái ứng dụng Big Ad này về thì chúng ta sẽ vào cái ứng dụng Big Ad này chúng ta. Rồi mình sẽ vào Big Ad ngay, sorry anh em nha. Đây Big Ad nè, đó mình tải về rồi nè, mình tải Big Ad này về rồi nè. Và mình sẽ chụp cái căn cứ công dân, ví dụ như đây là hai cái tấm ảnh như thế này là mình demo cho anh em nha, mình không có tiện chụp chứng minh của mình nha. Rồi còn của anh em là anh em phải chụp chứng minh của anh em nha. Ví dụ này là mặt trước đi, quả này là mặt sau nè, ví dụ như mặt trước mặt sau nha. Thì anh em sẽ làm như sau, anh em sẽ sử dụng cái camera trên máy anh em á. Đây camera nè, mình sẽ mở camera nè. Rồi mình sẽ mở camera của máy mình lên. Đó anh em sẽ chụp như thế này nè, đây để cho đây cho anh em thấy nè. Đó thì chúng ta sẽ chụp đủ thấy bốn góc anh em, và đừng những cái thông tin này thấy được đầy đủ anh em. Đó làm sao mà cho người ta thấy được tất cả các thông tin trên giấy tờ tùy thân của anh em thì khả năng bị chấp nhận sẽ rất là cao. Rồi ok, rồi mặt rồi chúng ta sẽ chụp cái mặt sau nè. Rồi lấy đủ bốn góc nha. Rồi sau khi chụp xong á thì chúng ta sẽ tiến hành vào cái ứng dụng Big Ad nè, chúng ta bấm vào dấu cộng nha anh em, sao dấu cộng nè. Rồi ok, anh em sẽ chọn cho mình cái mục là ghép ảnh nha. Ở đây này nó có một ghép ảnh nè, đây anh em sẽ thấy cái chữ ghép ảnh không, đó anh em sẽ thấy chữ ghép ảnh không, ta bấm vào ghép ảnh. Rồi chúng ta sẽ chọn hai tấm ảnh mà mình mới chụp nãy á, mặt trước nè, rồi chọn như mặt sau nè, chúng ta bấm kế tiếp nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xem là bên TikTok Shop Seller này nè, nó kêu chúng ta là ghép như thế nào. Anh em sẽ nhìn vô cái tấm ảnh nó kêu là rồi ok, ghép theo chiều đứng là từ trên xuống. Rồi anh em thấy là ghép theo chiều đứng là từ trên xuống nha. Rồi mình sẽ ghép như thế này, anh em sẽ chọn luôn cái hình này nè, là từ trên xuống nè. Ở đây thì bên ngang nè, ở đây là trên xuống theo đúng của bên TikTok Shop nó yêu cầu. Rồi ok, ở đây thì anh em sẽ tinh chỉnh lại nha, tinh chỉnh lại sao mà cho thấy cái giấy tờ tùy thân của anh em đầy đủ nè. Rồi đây ta tinh chỉnh một tí. Rồi anh em sẽ chọn vô phần tỷ lệ giúp mình, anh em chọn là tỷ lệ là sao mà cho thấy hết trơn thông tin á. Rồi anh em để đây anh em bấm vào bố cục nè, anh em chọn tỷ lệ nè, anh em để là khoảng 3-4 nha. Đây 3-4 nè, đó thì anh em sẽ cho người ta thấy thông tin giấy tờ thân, và anh em có thể bấm vào cái hình này để chúng ta căn chỉnh nè. Đó
rồi căn chỉnh sao mà cho vừa thấy như thế này, chúng ta bấm đuôi lại nha. Đó, như thế này là đã được. Bây giờ chúng ta sẽ bấm mũi tên nè, ở trên góc phải nè. Rồi chúng ta bấm lưu nè, chúng ta bấm lưu nè, bấm lưu lại một lần nữa nè. Rồi đã lưu vào thư viện là xong nghe. Đó, những cái phần này mình đã chia sẻ rất kỹ nha. Còn chúng ta về lại cái ứng dụng nãy nè. Rồi anh em sẽ bấm vào cái phần dấu cộng ở đây nha. Đây dấu cộng nè, chúng ta bấm cho phép nè. Rồi chọn rồi cái giấy tờ tùy thân hồi nãy em mới ghép. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành chọn nha. À, mình nói thêm cái chỗ này nữa anh em. Nếu mà anh em thấy là cái hình nó bị lật ngược như thế này nè, chúng ta sẽ chỉnh như thế nào anh em. Thì anh em sẽ bấm vào cái tấm ảnh nè, anh em sẽ thấy là cái phần là lọt xây ở đây không. Đó, anh em thấy là cái phần thân công cụ dưới nó có chữ là lọt xây nè. Anh em chọn cho mình cái phần lọt xây nha. Đây, lọt xây nè. Rồi anh em chỉnh cho mình theo ý của anh em nè, cho đúng nha. Đó, anh em bấm vô mấy cái này nè. Đó, chỉnh làm sao mà quay cho nó ngược lại, quay cho nó đúng nha. Đây. Rồi, ok. Đó, rồi chúng ta sẽ tinh chỉnh là cho thấy bốn góc nè. Đó, ở dưới này cũng vậy luôn, chúng ta bấm một cái hình, chúng ta lật lại. Đó, anh em thấy không, lật lại như thế này là ok nha. Rồi chúng ta bấm vào, chúng ta chỉnh lại một tí nữa. Đó, chỉnh lại. Rồi, ok, chúng ta bấm vào mũi tên. Nhớ nha, anh em phải lật xây cho nó đúng thứ tự mặt trước, mặt sau khớp với nhau nha anh em. Rồi chúng ta bấm lưu nè. Rồi, đã lưu vào thư viện. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào lại cái ứng dụng TikTok Shop Solo nè. Chúng ta bấm vào dấu cộng đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một tấm ảnh mình mới ấy nè, mới ghép. Rồi, tải lên nè. Những cái bằng này thì mình xin che lại nha. Rồi ok, vui lòng đảm bảo thông tin của bạn nhập bên dưới hoàn toàn giống với thông tin trên giấy tờ thân nha. Đó. À, ở chỗ mà tên đã có tên cửa hàng này rồi thì chúng ta sẽ thêm tên khác vào nha em. Rồi. Rồi ok. À, ví dụ mà nó báo tên này đã có rồi, chúng ta sẽ thêm một cái tên khác vào để không trùng nha em. Rồi ok. Rồi, nó đã đọc được cái thông tin ở dưới này nè. Đó, thì chúng ta thấy là nó đã đọc được thông tin rồi. Tên họ gì đó thì ok, giờ phần này mình che lại nha anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bấm gửi nha. Rồi ok, gửi xong á, anh em sẽ thấy là cái phần đây nó sẽ cho chúng ta biết là doanh nghiệp cá nhân nè, sở hữu nè, tên cửa hàng nè, thông tin này, họ tên này. Rồi ok hết rồi, chúng ta bấm chữ xác nhận nha. Anh em nhớ xem lại những thông tin này nha. Rồi xem cho kỹ nha anh em, còn không còn nếu mà có sai sót gì thì chúng ta chụp làm lại nha. Chúng ta đừng có gấp gáp quá anh em, từ từ thôi là được rồi. Ta bấm chữ xác nhận ở đây. Rồi, đã rỡ thành công. Đó, xác minh tài liệu, nó để được, đang xác minh nè. Mình chờ nó xác minh thành công nha. Rồi, thêm sản phẩm đầu tiên của bạn vào thì ok, thêm vào. Rồi, ở đây thì nó sẽ ra cái giao diện. Nó để là tài liệu của bạn hiện đang trong quá trình xét duyệt nè. Sản phẩm của bạn sẽ được hiển thị với người mua sau khi mà được xét duyệt thành công. Cảm ơn bạn đã chờ đợi. Thì chúng ta sẽ đợi xem xét duyệt được không nha. Rồi, đang xác minh nè, chúng ta đợi chút. Ok anh em, thì chúng ta đăng ký hồi nãy á, thì chúng ta đợi cái TikTok Shop Solo nó phê duyệt cho anh em thành công nha. Thì ở đây anh em sẽ thấy có cái thông báo nè, là cửa hàng của bạn đã được phê duyệt nè, chúc mừng đơn đăng ký tham gia đã được phê duyệt ở đây nha. Rồi em thấy nè, ở trong cái phần là Solo Center nè. Rồi ok anh em sẽ thấy là cái phần là tình trạng chờ xác minh đó, đã thành công anh em thấy không, đã. Bây giờ chúng ta sẽ bán được trên đây nè, thêm sản phẩm đầu tiên thì anh em có thể bấm thêm vào đây. Rồi anh em sẽ đặt cái hình ảnh sản phẩm ở đây, rồi tên sản phẩm là cái gì đó, nó có ví dụ cho anh em hết nè. Rồi mô tả sản phẩm là gì, hình ảnh video rồi đó, ta bấm xuất bản là xong anh em. Cái này thì khá đơn giản rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào cái ứng dụng TikTok xem là có thông báo chưa. Thì anh em sẽ vào phần profile nè, và anh em sẽ thấy là có cái phần là giỏ hàng ở đây nè, phải không. Và anh em thấy là lúc mà chúng ta chưa bật á, thì ở đây nó không có cái giỏ hàng đâu. Mà khi mà được phê duyệt xong thì ở đây anh em sẽ có cái giỏ hàng nằm đây nè, TikTok Shop nè. Ở đây anh em thấy cái lượng follow của mình mới có 6 follow thôi mà mình đã có được cái shop rồi ha. Rồi ok, anh em sẽ bấm một phần inbox nè. Inbox đây thì chúng ta sẽ thấy là cái phần là xin thành notification, là cái phần thông báo hệ thống á, tôi bấm vào đây thì nó sẽ thông báo chúng ta là cái tài khoản này đã được phê duyệt nè. Đó, nó là tài khoản này đã được phê duyệt rồi, chúng ta bấm vào xem nè. Rồi tất cả gì đó là đã được thì anh em chờ trong khoảng 1 tiếng hồ nha, 30 đến 1 tiếng hồ thì nó mới phê duyệt cho anh em ơi. Rồi ok. Đó. Trong cái phần là mission gì nè, cái phần đô la nó thì ấy nó phê duyệt nằm đây nha. Rồi như vậy là anh em có thể đăng bán được rồi đó anh em. Đăng bán thoải mái trên TikTok Shop rồi đó. Đó. Thì anh em sẽ vào đây, anh em bấm vào thêm giỏ hàng, thêm đơn hàng, thêm hình ảnh gì đó vào đây.
hoặc là anh em vào cái đó, anh em vào cái phần này shop nè, rồi anh em sẽ thêm cái ấy vào nè, ta bấm vào đây, bấm vào lao, rồi thì nó sẽ xổ ra chúng ta cái phần này để chúng ta đăng bán nha. Rồi ok, xong rồi đây. Cái này thì anh em qua tới bước này thì rất là dễ, anh em nào mà bán thì rất là dễ ha, bán hàng trên đây rất là dễ ha. Đó, ta tạo cái đơn hàng rất là đơn giản thôi, qua cái ứng dụng TikTok Shop Seller hiện bán thôi. Rồi thôi, như vậy là mình đã chia sẻ anh em cách để chúng ta có thể tạo cái ứng dụng cái TikTok Shop trên TikTok ha, anh em bán hàng trên TikTok á. Rồi nhu cầu của anh em là người giới thiệu sản phẩm hay là người bán trực tiếp thì chúng ta chọn theo đúng cái nhu cầu của anh em ha. Rồi em thấy này đừng quên cho mình một like, một đăng ký mà. Và anh em có cái thắc mắc gì về cái TikTok Shop này hoặc là cái chủ đề gì mà liên quan TikTok Shop á thì bình luận cho mình biết, mình có thể làm cho anh em ha. Rồi, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.